Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nói đằng nào. Ai biết đường hãy sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Cái này đó thì thật là những cái câu này nó thiết thực lắm quý vị. Câu này đó mình phải nên tìm hiểu cho thật là kỹ cái câu này. Sông với núi, có cái gì lớn hơn sông núi không? Trên thế gian này nè, sông là lớn, đầy động dài, đi ngó là thấy sông rồi phải không? Còn núi hả? Ngó là trơn trở, trùng trùng điệp điệp từ dãy núi này vô kia. Thấy cái gì, núi là nó cố định, nó cứng nhắc, nó không bao giờ, nó dễ thấy dữ lắm luôn. Mà nó đang ngang nhãn khắp nơi, còn sông ở đâu cũng có, mà nó có muôn đời. Sông với núi, trước kia mắt nó thấy rồi đó, nó thấy rồi đó. Nhưng mà chết rồi, nhắm mắt xuôi tay, thì không thấy gì hết. Đây là ngài thầy đưa ra một giả định để chúng ta biết rằng cái việc mà dễ nhìn thấy nhất, dễ nắm bắt nhất, nhưng mà chết rồi còn không có thấy gì. Hà hú mấy cái chuyện nhỏ nhỏ này, tiền bạc vàng của này cái nọ lặt vặt nhà cổ, có chuyện nhỏ nhỏ xíu à, sông núi kìa mà chết còn không thấy, đừng có nói thấy cái đó. Ý muốn nói là vậy đây, khi thấy rồi, chết rồi thấy nói đằng nào, không có thấy gì hết trơn á. Vậy thì bây giờ làm sao? Ai biết đường hãy sớm tẩu đào. Tẩu đào là gì? Tẩu là chạy, đào là trốn. Cái nghĩa của chữ đào tẩu là chạy. Tẩu đào bắt đô đó là chạy trốn. Thì bây giờ ai biết đường hãy sớm tẩu đào. Chạy trốn mà chạy trốn ở đâu vậy? Chạy trốn ở đâu để khỏi cái chết đây? Chẳng không trung biển cả, chẳng vào trong núi đá, không có chỗ nào thoát được cái chết cả. Không có chỗ nào mà chạy được thoát cái chết, trốn ở đâu cũng không được hết trơn. Không có bao giờ mà trốn được cái chết. Mà bây giờ ông biểu mình phải tẩu đào. Tẩu đào thì bây giờ như thế nè, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Đó, tẩu đào vô đó đó, vô cái đạo lý đó đó mà nhờ nhỏi thôi, chứ không có chỗ nào trốn được hết trơn cái trời á. Vậy thì bây giờ cái câu, bốn cái câu này thầy nói rất là rõ quý vị, rất là rõ. Bây giờ cái sự chết thì như hồi nãy mình nói với nhau đó, ai cũng chết, nó là mẫu số chung mà. Chúng ta là những tử số, ai cũng chết hết trơn, trốn không có khỏi. Chiếm chỗ nào trốn cái chết cũng không được hết trơn. Ai cũng phải chết, bây giờ chết. Hỏi chừng nào chết, không biết. Ở đây ai dám biết mình chừng nào chết không? Đâu ai biết phải không quý vị? Mình nào hết thở chết vậy? Nhưng hết thở chết rồi. Mà rồi muốn hết thở là sao? Là đau, bệnh, rồi lần mòn, mòn lần lúc lâm chung giải cõi tạm theo đường tội phước. Vậy gì? Chỉ có tội phước khởi còn như là buông hết, không có dính gì hết á. Nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem đài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều, tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chỉ có nhiêu thôi. Rồi bây giờ mình trốn không được khi chết, mà bây giờ ông biểu mình tẩu đào chạy trốn. Mà trốn ở đâu? Kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Thì đạo lý ở đâu quý vị? Đây, ở trong lòng mình. Đạo lý Đức Thầy ban cho chúng ta, đó giờ chúng ta rành rọt từng câu từng chữ rồi. Thì bây giờ hãy đem cái tấm lòng của mình để mà thực hiện cái đạo lý đó. Thì đó là nhờ nhỏi bao nhiêu đó thôi. Nhờ nhỏi cái đó đó, để mà có thể tẩu đào, có chạy trốn được. Bởi vì một khi mà chúng ta tu hành, chúng ta thiếm đạo lý tu tập á, không phải không chết, cũng chết nữa, nhưng mà chết này là không mất, phải không quý vị? Bây giờ người ta niệm Phật mà thành công, bữa đó tới giờ chết rồi, ta báo tôi còn 3 bữa nữa chết nha đồng đạo, 12 giờ trưa rồi tôi đi à. Cái tới 12 giờ trưa cái ăn mặc đàng hoàng, cái chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái mỉm miệng cười giả từ đồng đạo tôi về với Phật, cái đó có chết không? Cái đó chết là gì quý vị? Nó ta kêu quý vị giảng sanh. Cái đó giảng sanh. Giảng sanh là đi qua bên kia kìa. Sanh là sống mà đâu có chết mà không? Đâu có chuyện chết, đúng không? Sanh là sống, còn giảng là đi qua. Vậy đi qua bên kia để sống bên kia cõi trời Tây Phương Cực Lạc, cái bệnh nó liên qua quá thân cái bệnh á, thì đâu có chết. Vậy thì bây giờ khi niệm Phật mà mình tu hành mà niệm Phật là không chết. Vậy thì bây giờ nhắm mắt rồi thì bỏ tay không. Sông với núi trước kia mắt có, khi chết rồi thấy nói đằng nào không thấy gì hết, bỏ hết rồi.
Nhưng mà ai biết đường đó thì sớm tẩu đào chạy trốn à. Mà kiếm đạo lý mà giờ mà nhỏ thì kiếm đạo lý là tu. Mà tu thì hết, hết chết. Đây, còn một cái chữ nữa mà chúng ta yên lòng mà Đức Thầy nói rõ ràng lắm đó quý vị. Quý vị đọc thuộc lòng nha. Tôi đọc lại quý vị nhớ nha. Ngày nay đã quy y cùng Phật Pháp như vậy, cửa trường sanh bất diệt các đòi là gặp nghèo. Quý vị thấy chưa? Quy y Phật Pháp là chạy trốn, kiếm đạo chạy trốn đó là. Chạy trốn vô đạo, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi là quy y cùng Phật Pháp. Thấy không? Như vậy, cửa trường sanh là sao? Là sống hoài, không có chết. Bất diệt là không có bị chết. Thì tin không? Tin không quý vị? Tin mới được, phải là tin cái điều này mới được. Thì kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi, bây giờ vô đây là không chết, không nhờ còn sao nữa. Quá nhờ chứ còn gì, phải không? Vậy thì ai biết đường hay sớm tẩu đào, tẩu là chạy trốn, đào ê, tẩu là chạy, đào là trốn. Mà chạy trốn ở đâu? Kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi là tu. Tu siết hột mè lên, tu cố gắng lên, ráng giữ giới, ráng ăn chay, ráng làm lành, ráng niệm Phật. Cứ việc làm tới, tới giờ đó, đó tới giờ nhắm mắt á, thì Phật rước mình, đâu có chết, đâu có chết đâu mà sợ, thoát cái chết liền. Như vậy là trốn vô đó là chắc ăn. Đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, cho tràng pháo tay đi. Như vậy là sớm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi là chắc ăn nhất. Rồi tới đây hết. Ai còn hỏi gì hỏi thêm đi. Hỏi đi. Nói trong bài biến tư không hay, đủ nhiễm vào thân thể bất an, sắc mới nói ngày kia lâu khổ, ta nhiễm xét từ đời bằng khổ, có ai dù mà đặng lên tiên. Giờ sao bốn câu đó thấy trữ sắc tài khí, đó là bốn cái món gọi là tứ lỗ tường, bốn cái tường mà hay bá vô là đổ, bá vô là đổ, gọi là tứ đổ tường. Phải tường chắc ở đâu, dựa vô đâu, ngồi đổ đó mà đổ nó đè bẹp mình luôn, chết queo luôn. Thành ra cái bốn vách đó, xa bốn vách mang điều nhơ nhốt. Mà trong đó là thứ nhất là rượu. Mà ở đây khỏi nói cái đó rồi, ở đây đâu có ai uống rượu. Giữ giới ăn chay đâu có ai uống rượu. Còn mấy bà thì khỏi lo cái đó, phải không? Cái tổ nhiễm vào thân thể bất an là khỏi lo rồi, không có bàn tới cái đó. Rồi sắc mới nó, cha cái vụ này nghi nè. Sắc mới nó ngày kia lao khổ. Tôi ngày hôm qua có một người đến thăm bệnh, đến bệnh thăm tôi á, rồi mới than nói chú Hai ơi, tôi có ông già tía lớn hơn anh hai, chú Hai tuổi, ông 74 tuổi bằng tuổi cháu Khương, ông tuổi dần, mà bây giờ phát bây giờ ông muốn vợ, ông bắt tôi đi cưới vợ ông. Ông muốn vợ quá ể, muốn vợ bây giờ chú tính sao, chú Hai tôi nói ông lạ, ông nội tao không biết tính. Ông tính với ông sao, tao làm sao tính vô này cho được. Ông nó biểu tôi á, ông tính cách làm sao, ông gặp ổng ông nói làm sao, ông tính sao tiếp tôi, bây giờ muốn vợ ông là cứ vợ quá trời. Tôi nói không có được, cái vụ này ông tính với tao, ông tính đâu có được. Ông tính sao ông tính với ai biết cái ổng. Ai nghĩ coi tới 74 tuổi là đi muốn xuống lỗ rồi, mà cũng còn đi muốn vợ, đi đòi cưới vợ, thì quý vị thấy cái điều có sắc ghê gớm tới mức nào. Ghê dữ lắm luôn. Mà sắc mến nó ngày kia lao khổ, chứ phải êm đâu, vô đó là cửa tử mà. Ngày xưa đó, tôi nhớ trong sách Minh Thánh có cái câu mà tôi viết bản, câu Tư Lường của bắt trước, có viết lại và tôi rất cười lắm. Của người ta là câu nhân phiền ư thê tử, thê tử thậm ư lao ngục, lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô diễn ly chi niệm. Tức là người buồn vì vợ con như lao ngục, lao ngục còn có ngày ra, vợ con chẳng niệm xa lìa. Đó. Cái cô thấy ở đâu có câu này hay vậy. Cái cô bắt đầu cô biên, cô biên về chảnh bà biên lên cái bản của bà, bị bả là bà, mình đàn ông, bà để sửa của ta nhân phiền ư thê tử, bà sửa là nhân phiền ư phu tử. Người buồn vì chồng con, của ta thê tử bà sửa lại. Cái tôi lên tôi thấy sao kỹ thân, câu của ta nhân phiền ư thê tử sao phu tử. Ông nói phu tử rồi mấy ông giết mấy ông thê tử của ta phu tử hai thê tử với mấy ông. Quý vị biết không? Người buồn người vợ con mà quý vị nhớ đi. Có vợ có con nó khổ tới cỡ nào. Người ta nói cái ngày đám cưới là ngày xong hỷ. Nhưng mà thật ra nó mà nghiệm cho kỹ đó đi. Ngày đó không có gì hỷ hết. Ngày đó là đã ký hợp đồng với nhau, ký hợp đồng giao kèo nợ. Cái bữa đó là ký hợp đồng, ký giao kèo.
tức là bữa nay tôi với anh bắt tay để trả nợ nhau. Bởi vì chồng vì anh, vợ vì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây, không có cái gì gọi là vui cả. Mà mới đầu đó có đạo lý với nhau thì mới đầu về còn thương còn nói, thì anh nói em nghe. Ít bữa rồi mà có chuyện này chuyện nọ thì anh nói anh nghe, em nói em nghe. Rồi ít bữa em nói anh nói em nói cả xóm nghe. Vì cứ lộn nhau là vậy, trời đất, cả xóm nghe trơn. Thành ra cho nên cái đó nói là hạnh phúc chứ hạnh phúc cái gì? Hạnh phúc nó ở trong tâm của người ta. Một sự nhân nhượng, một sự yêu thương nó nằm trong trái tim người ta chứ không phải ở ngoài. Mà người nào giữ được cái tấm lòng đạo đức, buông bỏ bản ngã ra, sống bằng sự chan hòa bởi đức hạnh, sự hỷ xa, từ bi hỷ xả thì mới có hạnh phúc. Chứ ngoài ra làm sao có hạnh phúc được? Hạnh phúc đó là hạnh phúc giả không à. Nó mị gạt mình, nó gạt mình tới đó là nhào vô đó là chết thôi. Thành ra sắc đẹp giết người chẳng gớm tay, sắc như thuốc độc hại muôn loài, sắc mê tu sĩ về địa ngục, mà sắc nhiễm người đời sao nẻo sai. Không có bao giờ cái chỗ dưới sắc nó mà ngộ hết trơn. Chỉ sắc ở trên bộ đao, ở trên có cái, ở dưới này, ở dưới này có bộ mạch, ở dưới này kia nó bộ đao, cái dao nằm ở trên cái bộ tâm, dưới này chứ tâm, chứ sắc nó vậy đó. Cái trên có bộ đao, dưới cái bộ tâm, cái đao nằm trên cái tâm. Nó là con dao, nó con dao giết người, không gớm tay đấy. Cho nên tử nhiễm vào thân thể bất an. Cái đó thì khỏi nói rồi, cái đó thì giờ nhìn ra xã hội dòm thấy rồi. Không biết cái thứ gì mà nó ai cũng là ngon hết trơn. Mà tương ngon lành gì uống lát vô mặt đỏ mặt tía tay đi tay lên tay xuống rồi miệng mồm thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn đầm ai đầm, muốn chém ai chém, muốn chửi ai chửi, là cái đó không biết cái vụ gì kỳ cục. Uống nó vô rồi ngồi lu bu vậy đó mà là sướng là ngon. Mới đầu vô thì năm ba người nói bữa nay vui bữa mày, rồi vui làm sơ sơ vài sĩ, sơ sơ vài sĩ rồi hồi vài lít rồi hết biết đường đi, còn nằm tại chỗ đó rồi bắt đầu quấn lộn vậy trời đất hết trơn. Đụng đau có chuyện đó thì cái đó là xã hội này nó vậy hết trơn rồi. Lên xe, trời, lên xe, mày say để tao chở mày, mày không, tao mà say vậy mày, không chịu say đâu, lên chạy chạy hồi không phải, nó đụng nhầm người ta mới báo, nó chết thì kệ nó đi, nhưng mà nó báo như người ta, đụng người ta có khi đụng tự chết, không biết bao nhiêu mà nói mà tài liệu của công an giao thông á, nó tổng kết lại đó, 100 vụ tai nạn giao thông thì trong đó 99 vụ vì rượu, 99 vụ vì rượu. Uống rượu khi lái xe. Cái tài liệu của công an giao thông bây giờ nó công bố 100 vụ tai nạn giao thông, 99 vụ là rượu. Anh say rượu là anh chạy, chạy khơi khơi anh đụng như người ta, anh tự đập đầu anh chết, anh tự đụng như người ta anh chết, biết bao nhiêu người chết, gãy họng gãy hầu chết hết trơn. Đầy đủ không? Thì cái đó là thân thể sao an được. Tử nhiễm vào thân thể bất an, nói cái này mít lòng mít bề mấy ông uống rượu dữ lắm. Nhưng mà sự thật 100% là sự thật là như vậy. Nó không bao giờ là sai chạy một miếng nào hết. Tức là hay rượu vô là lời ra, rượu vô là có chuyện, rượu vô là không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Vậy đó mà người ta bây giờ đó, hãy gặp nhau á thì trước tiên là rượu. Trời, lâu lâu mình mới về ăn bữa ha, lâu lâu mình mới về ăn bữa. Mà sao đâu từ chối tao được mày, chạy à. Kẻ thì lo mồi, người lo rượu. Vậy đó thì tưởng đâu là về vui chứ, nhậu lát là có chuyện à. Nhắc chuyện đời xưa, chuyện hồi có chuyện cãi lộn vậy sao đất ở đây. Như vậy là nó đâu có gì đâu là sướng đâu. Chắc mới nói ngày kia đau khổ. Ta nghiệm xét từ đời bền cổ. Bằng cổ là đời gì? Ông bằng cổ là cái đời sơ khai của lịch sử nhân loại á. Mà người ta căn cứ vào cổ sử của Tàu mà nói á. Đầu tiên là một khối hỗn mang, hỗn hỗn minh 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 mông gì nè. Không có gì trong đó, nó có lưỡng nghi. Nó nghi là hai lẽ âm dương, nó tạo ra nó lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bát quái nó đẻ ra tất cả muôn tượng. Thì đó là cái vũ trụ quan của bên Trung Quốc á. Rồi ông bàn cổ đi ra ông từ đó đó. Ông từ cái chỗ lưỡng nghi sinh tứ tượng ông bước ra. Ông bàn cổ này không biết ai đẻ ông, đâu có cha có mẹ gì trơn á. Ông bàn cổ sinh ra, ông sống 8.000 năm. Đó. Thì từ bàn cổ, từ sơ khai cái con người khởi sự đó, cái đó là vũ trụ quan của Trung Quốc nha, chứ không phải của Phật giáo. Thì ta nghĩ xét từ bàn cổ, nghĩa là từ cái bàn cổ tới bây giờ đó, không có ai uống rượu mà ngon hết trơn. Cái thời Du Hạ Võ đó là thời sau thời Ngũ Đế, sau thời bàn cổ sinh ra là tới Tam Hoàng, tức là thần Phục Hy, thần năm quyền đế, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng đó. Thời sau Tam Hoàng là Ngũ Đế,
đế xuyên, đế húc, đế nghiêu, đế thuấn là cuối, là năm khí ông đế. Thì đến ngũ đế rồi tới đời nhà họ, tức là ông Hạ Võ. Thì đến nhà Hạ đó, có cái ông này tên ông Thiếu Khương. Ông có một cái ao, ông lấy nước lên, ông đặt rượu ngon cái lạ lùng. Tất cả các nơi khác đều không bằng ông. Người ta lại kiếm rượu ông Thiếu Khương mua không à. Cho tới bây giờ, Thiếu Khương là Thiếu Khang đó. Người ta hay lấy chữ Khang đó, để làm rượu á, là lấy cái tên trong đó đó. Ông đó là ông tổ cái nghề rượu Trung Quốc á. Chữ Khang đó, Khang hay Khương đó. Thiếu Khang đặt rượu thật là ngon, mà Hạ Võ chê rằng hại cháu con. Lắm lúc say xưa mang tội lỗi, nhiều khi quá chén mạng không còn. Đó là bốn bài thơ của ông Trắc Nghiên. Ông nói, ông Thiếu Khương ông ngon vậy chứ ông báo hại người ta, quá chén mạng không còn. Thì từ ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên. Chữ tài của khổ riêng một kiếp. Chữ tài của tức là tiền tài vật chất cờ bạc với nhau đó. Rồi bị tổ cướp nào ai có tiếp, ai có đức gì thầm đó. Tức là Đức Thầy đấy là cái một đoạn mà Đức Thầy diễn tả Tứ Lộ Tường ở trong quyển thứ tư á, quyển Giáp Mây Tâm Kệ. Để hỏi có hai cái Tứ Lộ Tường đầu à, hai cái bức tường đầu là tửu nhiễm vào thân thể bất an, rồi sắc nó nói kia lao khổ. Thì đến đây đó thì là hết rồi đó. Thì là nói được cái tửu với sắc thôi, còn tài khí nữa, tức là cờ bạc rồi tiền bạc đó, rồi á phiện thì tài khí Tứ Lộ Tường. Nó là bốn cái bức vách xa vô là tiêu, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc đó. Tứ Lộ Tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Đến đây cái phần chia sẻ về giáo lý cái buổi giải lao trưa cuối cùng đó xin được kết thúc. Chúng ta còn 15 phút để chúng ta cúng trưa để kết thúc cái buổi niệm Phật sáng nay. Trân trọng kính chào toàn thể chư đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật.